Thấy đôi giày quen quá. Hình như cái đôi giày đó đó, tôi mang muốn mục luôn, muốn dục luôn. Đúng là thích xài đồ thừa của người khác, không biết nhục. Nó đối xử với cô như vậy sao không chia tay nó đi? Bỏ hả? Bỏ để cho cô có cơ hội nó quay lại với tôi hả? Tầm cỡ như tôi á, người ta xếp hàng dài dài kìa, tôi còn không chịu. Đừng nói đến ba cái thứ rẻ mạt như anh. Để coi, anh mua cái gì cho em đây? Wow, đầm hả? Ừ. Trời ơi, xinh quá. Anh thấy hợp với em đó. Anh ơi. Ừ? Anh mua đồ này ở đâu vậy? Sao em thấy nó không có tem mác gì hết á? Còn đôi giày nữa, nhìn nó cứ cũ cũ làm sao á. Ý em là sao? Chơi đồ anh tặng hả? Dạ, tại em thấy nó không có tem mác, cho nên em sợ anh bị lừa thôi. Ngốc quá à. Biết sao không có tem mác không? Tại vì anh tháo ra hết rồi. Anh sợ em thấy giá cả, em sợ tốn tiền anh. Vẫn là người yêu của em, tâm lý nhất, thấu hiểu em. Thôi, thay đồ đi, anh dẫn đi ăn. Hả? Vậy em mặc bộ đồ này nha. Hư được á. Chúc mừng ngày mai nha. Kế hoạch mà dự án em làm á, khách hàng đã bát qua rồi. Em mừng quá. Họ nói á, em làm rất là tốt, trình bày rõ ràng, rất là khả thi luôn. Nên cuối cùng là khách hàng đã ký hợp đồng. Wow, công lớn thuộc chị em rồi đó nha. Ừ, dạ cũng nhờ sếp với anh chị ở đây cho nên là em mới được như vậy. Cứ như vậy mà phát huy nha. Anh sẽ cân nhắc cái chức trưởng phòng cho em. Em cảm ơn sếp. Ủa sếp, sao tự nhiên sếp tính cho cổ làm trưởng phòng vậy? Chẳng qua là tại vì cổ trúng hợp đồng thôi, may mắn thôi chứ em thấy có năng lực gì đâu. Bây giờ sếp làm vậy rồi mấy anh em trong công ty nè, người ta nghĩ là sếp thiên vị sao? Em thấy không có hợp lý. Bây giờ là em đang dạy anh cách lãnh đạo đúng không? Ừ? Trước khi mình nói người ta thì mình nhìn lại mình đi ha. Năng lực thì yếu kém, làm gì không ra cái gì hết. Bao nhiêu dự án cô làm rớt lên rớt xuống, bây giờ đứng đây nói này nói nọ nữa. Tại vì mấy cái dự án mà sếp giao cho em á, cái nào cũng khó hết, thì sao mà em hoàn thành tốt được. Còn sếp giao cho nó cái dự án dễ ẹc à, giờ sếp so sánh vậy em không có phục đâu. Bây giờ em đứng đây em cãi đúng không hả? Có tin là tôi đủ gì cô không? Cái dự án mà tôi đưa cho cô á, dễ gấp mấy lần so với dự án của Mai đó. Làm còn không xong nữa, đứng đây nói này nói nọ. Mình yếu kém như vậy á, thì mình ráng học hỏi ở anh chị giỏi hơn mình. Chứ đâu mà có cái thái độ như vậy. Cô nghĩ xem, tôi có nên giữ lại một cái nhân viên mà không mang lại cái giá trị nào cho công ty không? Sếp. Dạ, em xin lỗi sếp. Lo mà tập trung làm việc đi. Biết mình dở thì cố gắng mà học. Tháng này mà để rớt một cái hợp đồng nào nữa thì cái ghế đó chắc tôi nghĩ là nó cũng bay đó. Dạ. Dạ em xin lỗi sếp. Dạ cái gì, làm việc đi. Mai nè, qua phòng anh, anh muốn bàn một số việc với em. Dạ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bồ của bà bỏ bà. Bà nhìn đi, con Mai nó xuất sắc như vậy mà lại vừa trúng tuyển hợp đồng nữa. Đương nhiên bồ của bà phải tranh thủ cua nó rồi. Tôi thấy chiếc này bà thua nó đứt đường rồi đó. Mệt quá à. Ai mượn so sánh vậy? Nhiều chuyện rồi, làm việc đi. Lát sếp vô chửi ông vợ. Thì tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Mày đợi đó đi Mai. Không tại vì mày tao đã quay lại được với anh Nam rồi. Giờ mày còn thể hiện ở công ty nữa. Dám để cho tao bị hạ nhục trong công ty tại mày. Ừ. Cứ vui vẻ chút thời gian ít ỏi này đi. Ha. Nhanh thôi. Tao sẽ cho mày nếm cái mùi thất bại.
Nếu cô tới đây để hỏi công việc á thì tôi luôn sẵn sàng, còn không thì tránh ra đó cho tôi về. Ai thèm hỏi công việc của cô, cô làm như cô làm giỏi lắm vậy á. Sếp khen có mấy câu bị đặt lên mặt. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Thấy đôi giày quen quá. Hình như cái đôi giày đó đó tôi mang muốn mục luôn, muốn dục luôn. Ý của cô là sao? Hồi đó tôi với lại anh Nam yêu nhau á, ảnh thương tôi dữ lắm. Ảnh không có tiếc tiền mua quà cáp này nọ cho tôi. Nhưng mà tự nhiên chia tay xong cái đòi quà, đúng là hèn. Mà tưởng đâu là đòi quà làm cái gì, không ngờ là đòi quà để tặng cho người yêu mới. Cô dựa vô cái gì mà bắt tôi phải tin cô hả? Tôi không cần biết là trước đây cô với anh Nam như thế nào. Tôi chỉ cần biết là hiện tại anh Nam anh yêu thương tôi thật lòng, như thế thôi là đã đủ rồi. Dữ vậy sao? Trời ơi, ba cái túi xách cũ, giày cũ của người ta. Nhìn kỹ lại đi, túi xách với giày nó mục nát hết rồi kìa, giày xước tùm lum hết. Bao nhiêu đó thôi đã đủ là xài đồ cũ rồi, chưa kể thằng Nam nữa. Tôi yêu nó xong cái tôi chán, tôi bỏ nó, tôi chia tay nó. Bây giờ cô quen lại nó, đúng là thích xài đồ thừa của người khác, không biết nhục. Mục đích mà cô chặn đường tôi hôm nay là vì chuyện này thôi hả? Hay là cố tình ăn không được rồi phá cho thôi? Tôi đâu có rảnh. Có làm sao tôi nói như vậy à. Nói chung là nói để cho cô biết cái bộ mặt hèn hạ của thằng đó thôi, để cô biết là người mà cô yêu nó keo kiệt cỡ nào ha. Mà còn không biết cảm ơn, bày đặt ra dẻ nữa. Mà cũng lạ ha, nó đối xử với cô vậy sao không chia tay nó đi, bỏ nó đi, quen làm gì? Bỏ hả? Bỏ để cho cô có cơ hội nó quay lại với tôi hả? Ai chứ còn cô không có cơ hội đó đâu. Năn nỉ tôi không được, rồi bây giờ tới đây gây sự với người yêu của tôi, mặt cô cũng dày lắm đó. Cô ta nói với em là anh mang tất cả những món quà mà anh tặng cho cô ta xong rồi tặng ngược lại cho em nữa. Sao lúc đầu anh không nói với em như vậy đi? Anh muốn đem em ra để làm trò cười cho cô ta hả? Em đừng có nghe cô ta nói bậy. Đồ anh tặng cho em toàn là đồ mới, không phải đồ thừa của cô ta đâu. Anh ơi, anh ơi, tôi với cô đã chia tay rồi, tới đây tìm tôi làm gì? Em biết là em sai rồi, em hối hận lắm. Anh ơi, mình quay lại nha anh. Ủa thì sao? Lúc cô chia tay tôi á, tôi níu kéo cô, tôi van xin cô, tôi năn nỉ cô rất là nhiều lần, cô vẫn bỏ rơi tôi. Cô đi với người đàn ông khác. Giờ tôi có người mới rồi, đừng tìm tôi nữa. Anh ơi, anh đừng nói vậy mà, anh đừng có lạnh lùng với em vậy mà. Em còn yêu anh nhiều lắm, em không có quên được hình bóng của anh. Mình quay lại nha anh, mình làm lại từ đầu nha anh. Tôi xin lỗi cô nha, cô và tôi là hai loại người khác nhau. Cô có thể phản bội tôi đi với người khác, còn tôi thì không. Tôi không bao giờ phản bội người yêu của tôi, tôi không bao giờ làm người yêu tôi buồn và trải qua cái cảm giác tồi tệ mà tôi đã từng trải. Đừng làm phiền tôi nữa, không bao giờ có cơ hội cho kẻ phản bội. Anh ơi, anh. Dạ, đây là đồ của anh, em cảm ơn anh. Thật sự á, tôi rất là ngưỡng mộ những cái người tạo cái chương trình từ thiện như thế này nè. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Tôi sẽ ủng hộ dài dài. Anh quá khen rồi. Nói chung á là đồ mà tất cả mọi người á mua ủng hộ của em á thì em sẽ đưa vào công quỹ để làm từ thiện, ủng hộ cho các cụ già neo đơn với lại những chị em cơ nhỡ trong các mái ấm anh. Đúng rồi đó, nhờ như vậy tôi mới ủng hộ đó. Dạ, em cảm ơn anh nha. Lần sau nhớ cái ủng hộ em. Ở đây toàn là đồ nữ, mà đồ mới không à. Cái này mà đem tặng cho Mai á, chắc là Mai vui lắm. Anh đi trước nha. Dạ. Cô cắm sừng tôi rồi quay lại tiếc nuối. Ăn không được phá cho hôi chứ gì. Đâu có dễ.
Tôi không để cô đạt mục đích xấu xa đó đâu. Rồi sao? Tôi thử anh thôi, coi anh sao thôi chứ. Làm như là mình có giá lắm vậy. Xin lỗi nha, tầm cỡ như tôi á, người ta xếp hàng dài dài kìa, tôi còn không chịu. Đừng nói đến ba cái thứ rẻ mạt như anh. Tới bây giờ mà cô vẫn còn cố cãi được nữa hả? Tôi thấy mặt cô dày lắm á. Nếu tôi mà là cô nha, tôi kiếm cái hố gần đây á, tôi chui xuống chứ nhục quá. Để tao coi tụi bay hạnh phúc được bao lâu ha. Anh Nam, em xin lỗi nha vì đã hiểu lầm anh. Anh mới là người xin lỗi em mới đúng, vì anh tặng quà cho em không được mới cho lắm. Anh làm việc tốt thì có gì đâu mà phải xin lỗi. Với lại em còn cảm thấy tự hào về những món quà mà anh tặng cho em nữa kìa. Nhờ như vậy em mới biết được con người thật lương thiện của anh. Thôi giờ vậy, em cất xe đi, anh chở em đi ăn. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were